Như Lộ xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mem. Well, hôm nay thì mình tìm được một cái mắt giải mã nhìn qua thì có vẻ cũng hơi kinh dị bạn ạ. Bạn nào mà không biết thì cái map này có tên là Escape Mommy. Mommy hình như là cái con mà ở trong cái Poppy Playtime Chapter 2 á. Ở phần Chapter 1 thì là cái con Poppy màu xanh xanh, thì còn phần 2 thì là cái con này các bạn ạ. Thì hôm nay chúng ta chơi thử cái map Escape Mommy, thoát khỏi Mommy của bạn tên là Zen CRK bạn ạ. Không biết bạn chơi như nào đây, nhưng mà nhìn qua trông cũng hơi kinh ấy nhở. Thôi thì mong rằng nó không hù ma quá đà bạn ạ. Tôi sợ ma lắm. Ok, ngày hôm nay chơi thử cái map Poppy Playtime Chapter 2 này, thoát khỏi Mommy để coi thử xem nó có gì thú vị không bạn ơi. Rồi, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký ủng hộ mẹ bé bận nhá. Map này thì khó nhìn rồi. Để xem nào, tăng tầm nhìn lên tím nào. Để nhìn xa bạn ơi. Rồi, hiện tại đang khóa góc nhìn này. Rất là nhiều dương vừa vào thấy mấy trăm cái dương này. Click để vô shop bạn ơi. Giới thiệu ông nào, xin chào. Ừ chào. Các bạn nghe được thứ này là bạn đang bị mắc kẹt của Mommy và không thoát ra được. Ừ. Bạn là thí nghiệm tiếp theo của chúng tôi. Chỉ là tôi muốn biết thí nghiệm 107 làm gì được là sao? Có thể sống sót được không? Tôi đã cài đặt lên bạn 20 con chip. Mỗi con chip tương với một mạng. Ôi dồi ôi. Mỗi lần bạn bị Mommy giết sẽ mất một con chip. Cần phải tìm 13 cần gạt. Tại sao tôi phải tìm? Vì thời gian cho mẫu thử nghiệm có hạn á. Ôi thế ạ, có 30 phút bạn ơi, chỉ có 30 phút để tìm 13 gạt. Mình ghi lại nhé, 13 cần gạt này. Mà mình chỉ có 20 mạng thôi, mình mà chết 2 mạng là mình thua luôn à. Ok, nghe căng thẳng thế, nhầm vừa vào nhầm dương thế. Bạn này không cầm Cindy à? Ôi nhảy này. Nhảy 2 lần này, 1 phát, 2 phát. Ê, không cầm Cindy thì mình cứ xài thôi. Chủ mắc không cấm chứ không phải do tôi muốn xài đâu anh em ơi, mà tôi lười chuyển tại do tôi lười chuyển nhân vật quá anh em ạ. Bây giờ mà tôi chuyển nhân vật tôi lại phải thay lại skin, nó mất thời gian đâu, mà tôi chỉ có 30 phút thôi bạn ạ. Chỉ có 30 phút để đi tìm 13 cần gạt thôi, cho nên là tôi sẽ tiết kiệm thời gian bạn nhá. Chứ tôi không muốn nói là tôi xài xin đi cho game lễ đâu các bạn ạ. Rồi, Chiến ơi, không biết là con Bambi đang ở đâu, nhưng mà tôi thấy tôi tìm được người này, tôi hỏi là cái mắt này. Sợ thật, ông nào thiết kế cho nguyên cả ba bức tường toàn dương ở dương này, có cách nào lọc bớt đi không nhở? Không bé ơi. Vừa vào tôi thấy là hơi bị hoang mang đấy, mà không sao. Bấm nhanh mà, biết ngay mà. Mình lúc đầu mình tính là bỏ sót cái dương này đi, chắc là nó không giấu dương ở đây đâu. Thế quái là tôi vừa nói xong cái là cần gạt có luôn bạn ạ. Chẳng chạy bởi vì thường đa phần những cái map á, có những cái map mà ủa rồi còn chặn mất tàng hình ở đây bạn ạ, chơi kỳ đấy. Nè, này chặn mất tàng hình không biết chặn làm cái gì các bạn ơi, sợ thật. Có những cái map mà chỗ nào mà càng nhiều dương là càng không có khả năng có cần gặp bạn ạ, thường như thế. Nhưng mà map này tôi phải cẩn thận. Tốt nhất là chúng ta cứ nên tìm hết bạn ạ, không nên bỏ sót cái nào. Đúng. Biết đâu chủ map lại thích giấu trong này thì sao? Nhưng mà đa phần hai cái này, đa phần là mọi người sẽ giấu chỗ ẩn ẩn á. Nhưng dương nào nó bí ẩn, giống như ở sau cái tường này. Nhưng mà cái map này thì bày giấu có vẻ như là nó chỉ mất thời gian thôi chứ nó không khó. Không phải kiểu đi mò, đi nhìn xuyên tường hay là tìm những cái block ẩn các bạn ạ. Còn map này hiện tại ban đầu thì mình thấy là chỉ là mất thời gian bấm cái dương thôi. Vẫn tìm được nhưng mà hơi lâu nha. Vì tôi sợ nhất là mấy ông còn chích hết hồn, mình tự nhiên thấy đỏ đỏ gì, hóa ra ông chủ map mình sợ thế. Tự nhiên thấy một con gì đỏ đỏ giật hết cả mình, kiểu đang tìm dương tự nhìn thấy ô sao bên trái có cái gì đỏ đỏ ấy nhở, hơi giật mình, hơi nhạy cảm bạn ạ. Ok rồi, map này mình nghĩ chắc không chích gờ đâu. Lù xinh đấy đi quên. Cái tư thế gì đây chứ xài Cindy mà bắc cua thì nó lại dễ quá bạn ạ. Mình quên mất là có le và bắc cua nữa. Xài Cindy mình bay luôn chứ nhảy gì nữa. Thôi đổi bạn ơi, chuyển qua mèm peo rồi. Ủa tranh thủ đang úp vào tường bạn ơi, chắc là đang tìm tìm. Chắc là đang kiểu 5 10 15 20 25 30 35 40 15 50 đúng không? Chắc là đợi mình đi trốn đấy, xong rồi bắt đầu đi tìm đấy các bạn ạ. Sao đếm lâu ấy, bây giờ vẫn đếm à? Ôi con này có tâm thế, cho mình thời gian đi trốn bạn ơi. Chắc là nó chưa đi tìm đâu. Ok, mà nó có 3 cần gạt rồi này đó.
Còn 10 cân gà thôi bạn ơi. Ui trời. Quên mất là mình chỉ có 20 mạng, mình sẽ không liều nha. Mình sẽ không dại gì. Ôi trời. Mình định bảo mình chạy ra mình trêu nó đấy mà. Nó đứng cái gì đấy? Múa ghê vậy bạn ơi. Múa kinh vậy. Búa hơi gắt nhở. Ok nhỉ, có kiểu gì ấy. Nhảy vòng à, thử không. À chặn. Chặn đầu cái đèn này chứ. Nhảy vòng được. Bây giờ mình phải dụ nó xuống bạn ơi. Thôi. Ok, mình cần nhảy bạn ơi. Mình cần nhảy trên này. Ghê quá bạn ơi, chỉ có 2 mạng thôi mà chạy nhanh thế nhở. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi, nó chặn đầu. Ôi, con này ghê mà con này biết chặn đầu. Ui, mình tưởng nó nhảy xuống nó đi bộ theo anh đứng ở trên luôn. Cay thế nhở. Mất một mạng rồi. Nó đập cả chết luôn bạn ơi. Nó đập cái là chết luôn nha. Âm đâu rồi? Ôm nó dế bận rồi, ngon. Hình thủ nhảy bận ơi. Ôi, mình tưởng là nó sẽ đuổi theo mình để dương dưới cơ anh rồi nó chạy ngược lại bận ạ. Con này nó khôn đấy nhở. Ơi, chết tôi rồi. Không bỏ rồi. Ê, thôi bạn ơi, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Đừng làm thế bạn ơi. Có gì thì từ từ nói chuyện nào. Ok. Ờ, may quá nó kẹt. Nó bị kẹt. Không sợ. Ủa nhỉ, các cô chơi căng ấy. Bị kẹt rồi, may quá. Rồi, ơi, chặn đầu. Mẹ. Ui, chỗ này bắt cuối. Xem có mình xanh quá rồi kìa. Ê, đoạn trên là chặn đầu. Ừ, chỗ chặn đầu rồi. Không để bên đây. Ê, mày đây. Ê, mày này. May quá, cái tầm đánh con này nó ngắn bất ạ. Chứ nó mà đánh xa hơn một tí thì... Ôi. Có thế nhờ. Con này nó chạy khá nhanh bên ạ. Bây giờ sao bây giờ? Yêu khá chơi. Ôi, parkour tập trung đã. Nãy giờ parkour nhảy té hơi nhiều nha. Ê, chỗ này từ chặn đầu này. À, ok. Rồi. Không để ý chặn đầu bên ạ. Ok nhá, có 5 cần gà rồi này. Bây giờ con Poppy đang ở dưới chân đúng không? À, không phải Poppy mà con Mummy chứ. Mummy ở dưới chân bạn ạ. Thế thì bây giờ ở đây có 3 cửa này, tới 3 cái phòng đúng không? Thôi nhìn ngược lại nhỉ. Chắc là mình sẽ mẹ mất 3 mạng rồi. Thế cái chỗ đó chặn đầu thì có chịu thế nhỉ? Không sao. Hiện tại là con Mummy nó ở dưới rồi bạn ạ. Bây giờ thời gian chúng ta đi tìm ở trên này thôi. Lát là mình sẽ dụ lên tầng 2 bạn ơi, xong mình sẽ tìm ở dưới. Ôi, đây mấy cái tủ này không bấm được đấy. Ở đây mấy cái tủ mà bấm không được bạn ạ. Cái gì ấy? Vòi vào nước à? Chỗ này có gì không? Có gì không đây? Bây giờ trên này có đi xuyên qua được không bạn ạ? Thử mới biết được. Không được rồi. Cái thế nhở? Không được bạn ạ. Chắc là bên phòng bên kia đi. Hello, quay không? Ui, hết luôn. Mày quá, nó ở dưới. Cái gì đấy? Phòng của phi hành gia. À, cái tủ này là thông không? Rõ ràng nó vừa ở dưới mà sao nó lên được vậy? Hư cấu ấy nhở? Rõ ràng nó vừa ở dưới bận lại, thế quái nó lại lên được rồi. Mày còn tủ kia là hai ngăn dọc, hình như thế là bận ơi. Hư cấu thực sự. Và quan trọng bây giờ con Mummy nó chặn cửa rồi, giờ sao giờ? Mẹ kinh quá. Nó không lên à? Nó không lên rồi. Ngon. Ông nào làm quả bát này nhìn kinh thế. Bên này hình như hết chỗ để tìm rồi các bạn ạ. Có mày quá, nó đi rồi. Ôi, thôi thôi nha,
Đóng cửa. Ờ đúng rồi, vậy là tủ dọc. Tủ dọc là không mở được, còn tủ ngang thì mở được. Map hư cấu nhở, tủ thì cũng là tủ mà còn phân biệt tủ này tủ kia nữa. Tiếp thật, phân biệt tủ bạn ạ. À. Ê ông chủ map phát hiện là chủ map phân biệt tủ nha. Tủ dọc thì không mở được và tủ ngang mở được. Mà trong này không có chìa khóa. Ờ bây giờ mới tìm được có 6 thôi bạn ạ, vẫn còn thiếu 7 cái nữa. Ờ đây là không có này, không có. Chứ giờ sao ra rồi? Bây giờ ra có sợ ông chiếc nhở? Hello. Không có bạn ơi. Ờ bên ngoài không có, kiểm tra lại trên nóc nhà mà có không? Ok, vậy chắc là cái phòng này nó không có bật lên. Ê, từ hôm đây không có. Rồi, vậy là khá chắc kèo là cái phòng này không có bật lên, kiểm tra kỹ đấy. Ê, hey, có không? Lô. Ở đâu rồi? Ơ, đâu rồi? Ê, bên này bạn ơi. Bây giờ làm sao mình đi sang bên này nhỉ? Mình phải dụ lên trên này bạn ơi. Lên đây bạn ơi. Đi kiểu gì đây? Bên này mà. Bạn ơi. Mày này, con này bị làm sao bạn ạ? Lúc thì chạy cho nhanh, lúc thì nhìn cho như ngáo ngáo của gì bạn ơi. Biết đi không đấy bạn ơi? Lỗ. Kệ bạn ơi, tôi kệ đi. Đã thế tôi chơi kiểu này bạn ạ, tôi đi vòng bên này. Nó kệ nó bạn ơi. Ôi, thích mắc kẹt thì cho mắc kẹt luôn. Chắc là nó không thấy mình đúng không? Nó không thấy đâu. Hello. Nó không thấy bạn ơi. Ngon liền. Bây giờ vào thư viện thôi. Hiện tại là cái thư viện này không có gì cả, vẫn chưa thấy gì hết, lắm kệ sách thế. Ôi. Gì mà cho lắm dương vậy? Tiếp thật, có thể cho ít dương hơn được không? Sợ thật ông này đam mê à? Cho lắm dương ấy. Đâu, tìm chỉ hơi lâu thôi chứ không khó bạn ạ. Map này chỉ là tìm lâu thôi chứ không khó anh em nhá. Khó là phải cứ như phải đi xuyên tường hay là bốc ẩn hay là giấu ở sau một cái block khác chẳng hạn, nó thì nó gọi là khó. Còn cái này nó gọi chỉ gọi là lâu bạn ạ. Thật ra thì cái con Bummy kia nó dí cũng khá là kinh đấy. Nó chạy khá là nhanh bạn ạ, mặc dù là cái tầm đánh nó không xa thôi nhưng mà nó chạy gắt phết đấy bạn ơi. Nhưng mà cũng may là thỉnh thoảng nó chạy hơi ngáo, mắc kẹt cái thứ nó không biết nhảy qua tường hay gì cả. Chứ may là nó không bay đấy, chứ nó bay được nữa thì thua chịu bạn ạ. Ờ đây rồi. Ờ không có này, cái đừng bảo là tất cả rồi không có nè, nhì lắm bạn ạ. Ở đây rồi. Ok, 7 cần gặp bạn ơi. Còn thiếu là bao nhiêu nhỉ? 5 cái nữa. Thứ 5 cái nữa. Hình như là cần tìm 13 đúng không? Thế là cần 6 cái nữa bạn ơi. 6 cái cần gạt nữa cơ. Hiện tại vẫn chưa thấy nha. Vẫn chưa thấy bạn ơi. Ok. Chưa thấy bạn ơi. Ok. Không thấy mấy à? Hình như cái này chỉ có 1 cần gạt thôi bạn ơi. Chắc là thế rồi. Năng là chắc là chắc là chỉ có một cái cần gà bạn ạ. Ờ đúng rồi. Ok đúng một cái. Sao ở đây lại có chân? Ấy. Đây là chân con Mummy đúng không? Tại sao có cái chân nó ở đây nhỉ? Nhìn chung kinh vậy ta. Ai chẳng là có điểm bạn ơi. Có điểm nha. Kiểm tra kia đã, trên trần nhà có gì không? Không biết đâu trần nhà có dương hay gì bạn ạ. Ê, có khi nào bây giờ chúng ta có Mummy đứng trước cửa không nhỉ? Nó hello cái ghê lắm. Không có. Không thấy Mummy đâu bạn ơi. Chắc là nó đi bên kia rồi. Ok. Hello. Ui, lại úp mặt vào tường à? Có tranh thủ kiểm tra mấy cái phòng này bạn ơi. Bye bye. Ôi ruộng à? Gì ấy? Ảnh nhìn kinh vậy. Để ảnh Momo chứ. Đấy vậy không? Momo mới ảnh gì? Không biết tên rồi này. Con này con gì nhở? Tôi tưởng là Minua cấm để mấy cái ảnh đấy mà ta. Ê bạn chủ map và nhớ xóa ảnh đấy nha. Cẩn thận là Minua cấm đấy. Minua cho bay nick đâu. Tôi nhớ không nhầm là Minua không cho để mấy cái ảnh đấy đâu bạn ơi. Mình cũng không rõ lắm bạn ạ. Chắc là thế. Nhưng mà nhìn kinh thế nhở. May là tôi nhìn xuyên tường, tôi chuẩn bị tâm lý trước.
còn gì không? Ờ chắc là hết rồi bạn ơi, chắc là hết rồi đấy, có mỗi cái dương rồi thôi. Ok, được 8 cái gà rồi này. Ê, để tôi kiểm tra kỹ đã. Ê, lơ, may quá. Vẫn cứ bảo là tướng phòng này có mấy con kinh kim đúng không? Nghe nhìn ghê quá bạn ơi. Tiếp thật, nhìn mấy ảnh này ám ảnh thế nhở. Đề nghị anh em làm kinh dị thì bỏ mấy cái ảnh đi đi nhá. Nhìn trông cứ ghê ghê của gì bạn ạ, sợ lắm. Cái gì ấy? Thí nghiệm đã hoàn thành, có thể giúp trẻ con ngủ ngon, bọn trẻ sẽ rất thích. Đến thí nghiệm tiếp theo, ta cần một cô bé chó sinh vật lấy gì không? Cần một cô bé chó sinh vật sống tiếp theo. Để à? Trong này thấy không có dấu gì. Ừ, chắc là không có gì, chắc là phòng này không có gì bạn ơi. Sao đây có gì không? Không có. Không có. Ờ, không có. Không có bạn ơi. Ui, con Bambi kìa. Ờ, không có bận đâu. Chạy, 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 chạy. Ờ, thì nếu thế thì sao mà đủ 13 cần gạt nhở? Vẫn còn thiếu tận 5 cái bận ạ. Mà gần như mình đi hết phòng rồi, còn mỗi cái chỗ này đúng không? Làm sao mà đủ được nhở? Tôi cũng hơi tò mò bạn ạ. Ê, nó leo cầu thang bạn ơi, may quá. Nó đang leo cầu thang rồi, nó không thấy mình đâu. Ở đây có dương này. Ok bạn ơi, thấy có gì không? Ê, chỗ này có gì không? Không có à? Không có, không có, không có, không có, không có. Ờ, ui, chết đất. Bấm nhầm tắt đèn rồi. Ê, mình sợ thế nhở? Ok bạn ơi, mở cửa bên này à? Không được. Nếu thế thì vẫn thiếu bạn à? Mình bỏ sót chỗ nào à? Thiếu tận 4 cái cần gà bạn ơi. Phòng thí nghiệm này mình đã không hiểu cái phòng thí nghiệm này. Chẳng lẽ đấm con này à? Đấm con này xàm ba cái chết à? Chắc là không phải bên đây, mình đấm thử nó nào. Tôi kiên nhẫn mới đấm nó nào. Ngoài một con này yếu đấy. Đấm thôn tất này. Ờ, tôi nè. Mình đấm nó rồi, mình thay nhân vật đã. Anh em đợi tí mình thay nhân vật cái đã, đấm tiếp này. Đợi tí, tôi thay nhân vật đã, nghỉ tới hiệp. Hello, nghỉ tới hiệp đi. Giải lao 5 phút đi. Ồ, ok, nhìn ghê nữa. À, mình đổi qua nhân vật khác. À, tù trưởng này tăng thêm 10 đam bạn ạ. Đấm cho nó sướng. Lô. Giao tiếp hiệp 2. Ôi, à đây. Đứng trong cửa đấm ra ngoài cửa này lắm. Sao mà vào được. Vào hộ cái. Vào hộ cái bạn ơi. Ui dồi ôi, tôi chưa đấm được chưa. Bạn thấy mình đấm nó ghê không? Nó tăng thêm 10 đam bạn ạ. Tức là bình thường các bạn đấm một cái thì bây giờ khác gì bạn đấm 3 cái không? Đấm 1 được 3 luôn. Nó nhân vật tù trưởng tăng đam nha. Không biết không? Ok. Nó không cho cần gạt à? Ờ, 13 cần gạt. Cần tìm 13 cần gạt đúng không? Trên này là đi hết rồi này. Trên này là khẳng định là tất cả mấy cái phòng này mình đi hết rồi bạn ơi. Đâu có phòng nào đâu. Tiệm em mà tiệm nữa nào. Mua cần gạt à? Không mua đâu, cứ từ. Mua gì vội. Mấy cái dương mình cũng kiểm tra hết rồi bạn ơi. Xem có là đi xuyên qua được không? Ờ, không có. Không có bạn ạ. Ờ, ông nào biết 3, 4, thiếu tận 4 cái cần gạt bạn ơi. Cần tìm 13 cần gạt mà sao lại thiếu tận 4 cái bạn ạ. Cứ cấu thật đấy. Mà phòng thì mình cũng đi hết rồi nè. 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng nè. Ông nào biết thì có thể để lại bình luận phía dưới nhá. Chứ tình hình là mình không biết ở đâu luôn các bạn ạ. Càng thôi cứ mở thử em nào. Biết đâu là dẫn đến phòng khác là sao đúng không? Nó lạ bạn ạ, nó hơi lạ ấy nè. Ờ, gì ấy? Đặt cần gạt bên này à? Ờ, thì ra là thế. Ok bạn ơi. Ui, đúng là còn nhiều cửa bạn ơi. Còn tận mấy cửa liền này. Thiếu 4 cần gạt thật bạn ạ. À, chết. Đặt nhầm cửa kia trên rồi. Không sao. Nhưng mà quan trọng là vẫn thiếu thật các bạn ạ. À. Ờ, bạn đã biết 4 cần gạt còn lại ở đâu. Đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Mình là mình bó tay rồi bạn ạ. À. Lạ lắm nhở, hình như chắc chắn là phải có một cái phòng ẩn nào đó. Hoặc là một cái gì đấy không, thiếu tận 4 cái, tức là phải thiếu tận 4 cái phòng cơ. Mà mình nhìn sơ qua thì đâu còn cái chỗ nào đâu đúng không anh em. Đó, bạn nào mà biết là 4 cái cần gạt cuối cùng giấu ở đâu thì hãy để lại bình luận phía dưới giúp mình nhá. Đoạn này là tôi đang hơi bị băn khoăn đây. Cái lá thư này, thí nghiệm này, tôi đang không biết là cái thí nghiệm này là như nào ở đây. Chúng cần một chó
cần một cô bé chó sinh vật là như là tôi không biết cái đoạn này lắm. Đó, đoạn này tôi nghĩ là phải làm cái nhiệm vụ ở đấy để mở cái phòng này đấy. Cái phòng này mà mình lỡ đấm rồi. Mà mình lỡ đấm cái cô bé kia rồi. Giờ không còn nữa bạn ạ, mà thật sự là bấm chuột phải và không được. Đó. Dùng để làm thí nghiệm mình cũng không biết bạn ạ, thí nghiệm gì ra? Đẩy ra ngoài như nào nhỉ? Chả rõ nữa. Ok, chắc là vừa xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có kiến thức góp gì muốn béo làm dù mình nữa thì hãy để lại bình luận với các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.